cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn hư. Bên nhau hát khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Sao con tim tôi ra rơi, chúng ta những ngọt ngào cùng hòa chung lời hát. Đây dịu dàng nên ngất ngây. Lời anh cho tôi yêu anh thêm từng ngày, yêu quên đi bao nhiêu ngày dài, yêu quên những muộn phiền đang đến đây. Chỉ như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Mỗi em cầm hai thùng xuống. Rồi đó, mỗi em cầm hai thùng xuống. Ba ngoài xuống này. Đây, xuống này. Ba, tụi em xuống lẻ lẻ nè. Dạ. Ba mang mày xuống tụi em. Đây. Vô. Trật tự các cháu, trật tự đứng yên, trật tự vô xếp hàng đứng yên, vô ra con đứng xếp hàng. Chào mấy đứa. Đó. Nè. Hôm nay chị có đem mì đến tặng cho mấy đứa nè. Mà mấy đứa nhớ nha, cái mì này nè một tháng nó là hết hạn rồi. Cho nên mấy đứa ăn cho lẹ lẹ nha chưa. Chứ không thôi á là hết hạn ăn là bệnh đó, hiểu không? Nè, tự làm đi nè, bưng thùng mì nè, tự làm đi nè mấy con nè. Đúng rồi. Anh Tư. Đi mấy đứa. Dạ. Em ăn nói không có suy nghĩ gì hết trơn vậy. Dạ. Em nói vậy á, rồi mấy đứa trẻ nó nghe được nó buồn rồi sao? Thôi chết rồi. Vậy bây giờ em sao anh, nãy giờ em lỡ em nói vậy rồi. Không mấy bây giờ em phun nước miếng em nói lại nha anh Tư. Con nó thêm cái tội mất vệ sinh nữa. Dạ, kính thưa cô chú. Dạ, cô chú là những người neo đơn, những người ở tại nơi đây có nhiều nỗi buồn lắm. Hôm nay người mẫu với Hoa Khôn của phường Ánh Sao của tụi con á có tới đây tặng những phần quà cho cô chú. Và sau đây xin cô chú cho phép tụi con chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Đó là dạ. Dạ, em chụp hình. Nữa. Dạ, nhiều lên em trai, nhiều lên. Con, mấy bữa nay á con chụp hình được nhiều không? Ráng chụp hình cười nhiều vô cho má nghe không? Lạ quen gì con cứ cười hết cho má đi. Mày phải lấy cái giải hoa hậu thân thiện cho má, biết không? Yên tâm, ban tổ chức là phe ta mà. Trời ơi thương, ê nè, đi cúp máy đi. Mày nói chuyện điện thoại với má dài quá, nó không có biết mày xài điện thoại đó nha. Cúp máy đi, nhớ cười, ai cũng cười nghe không? Rồi chị đi. Cũng gì kỳ, tự nhiên không người quen cũng không quen cũng cười, làm sao cô? Làm sao mà cười được? Cô ép na quá à, không có đứng tôi cười người lạ. Lẹ lên. Anh Tư ơi. Anh nói lẹ lên mà. Thiệt tình luôn á. Lẹ lên. Từ cái gì cũng phải từ từ chứ, đi làm từ thiện chứ không phải đi ăn cướp đâu mà. Lẹ. Em muốn rủ anh nói chung rồi nè. Mình còn 3 điểm từ thiện nữa đó, không nhanh về sao cho kịp. Thiệt luôn á, nó cái trung tâm này sao không giờ về thành phố đi cho nó gần. Mà người già với trẻ em á không tập trung á, ở chung một chỗ thôi cho nó tiện. Cứ tách ra rồi mà đi vòng mất công muốn chết luôn. Ý kiến này hay, tại sao mình không nghĩ ra ta? Dạ, mấy chị giúp đỡ giùm Anna nhà em. Bé Anna sáng giá như vậy á, trời ơi, em yên tâm đi, chị chỉ cần nói một câu thôi mà biết không, cả hàng ngàn người ta ủng hộ đó.
Đó, đó, ông thấy chưa, ông thấy chưa? Hả, nghe, sao? Ông thấy cái bà không tím không? Ờ, bà không tím thấy đâu. Bà là hiệu trưởng khối trường học. Quyền lực khủng khiếp luôn. Vậy sao? Thấy bà đen không? Thấy, 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 thấy. Bà nó còn ghê mà không tím. Bà ghê sao? Cô nói thiệt với ông, bà ho một tiếng một thôi. Ờ, sao, sao? Nhà chồng bà mua thuốc ho cho bà uống liền. Tao chọt vô hậu mày. Mày nói chuyện mày giống không? Thì bà ho thì chồng bà phải mua thuốc cho bà uống. Không, ý nói vậy á, là ý nói cái độ nguy hiểm của bà không? Hả? Thì bà không? Áo bông đó hả? Bà áo bông không có đơn giản như ông nghĩ đâu. Chứ bà làm gì? Nhà bà bán phân bón. Bà vậy mà đi bán phân bón sao? Không có, bán phân bón bà bự cáo đó, qua lá tươi tốt đi quảng cáo cho phân bón đúng không? Nè, mày đi chỗ khác nè. Mày đứng ở đây một hồi nữa nè, là tao chọt vô họng mày à. Mày nói chuyện ngoài vốn không hả? Không có, tại cô mấy ngày này cô mới gặp lần đầu mà cô nói cho ông có chuyện để nói thôi chứ ông cháu mày đứng này buồn quá. Nè, cho ông hỏi nè. Nhìn kỹ đi, nhìn đó, cho nó rồi. Nè, trong bốn bà đó, con thấy bà nào đẹp? Như tào lao vậy á? Ông quên, ông quên. Chị, là xe chạy chứ mấy cô có chạy rồi mà than mệt. Đúng rồi đấy chị. Thôi mệt quá à. Bây giờ cho dù có mệt thì cũng phải tươi lên liền tôi một cái nghe chưa. Ta hẹn Phóng Viên tới phỏng vấn mà mặt mày ủ rũ vậy ai mà quay hình cho được. Nè, mặt mày tươi tắn, chỉnh trang quần áo lên giùm tôi một cái. À, tới rồi chú ơi, cho anh kia đây lên. Vẽ lên, trời ơi, tóc tai gọn gàng, mặt mày tươi tắn. Chào các người đẹp, mọi người vừa đi tìm trạng tài phải không? Nếu như em may mắn được đoạt giải nhất. Coi gì mà sùm vậy mày? Bà, ngồi xuống bà. Không, được coi. Con này, anh đá kìa. Cho mọi người, giúp ích cho xã hội, để cho xã hội của mình không còn những bất công và đói khổ nữa. Hay quá con ơi. Bà thấy con giỏi chưa? Con sao? Giờ con á. Một tay con sao? Con ơi, nó hơi dọn đường. Thí dụ là ba không cho phép nó đi thi, đâu nó dám đi thi vậy? Bà người quá, cái này giờ con dọn đường cho nó đá lộn. Bánh bò, bánh tiêu ơi. Bánh bò, bánh tiêu ơi. Bánh bò, bánh tiêu ơi. Ê, em. Bánh tiêu, bánh bò. Em. Dạ chị, ngon chị. Trời ơi, bánh ngon quá vậy. Ủa nhưng mà nó có chất bảo quản không em? Không có đâu, chị yên tâm đi. Bánh này để đến mai là tự động hư liền à. Vậy hả? Dạ. Vậy chắc là không có chất cyanur đâu em ha. Cyanur? Ờ. Là chất gì vậy chị? Là cái chất mà mình ăn vô cái nó làm cho mình bị ung thư á, bị teo não á, rồi mình bị phù mặt rụng tóc á. Không có đâu, bánh này nhà em làm gia truyền mà, bán người uy tín lắm á. À vậy hả? Trời cũng tối lắm rồi. Nguyên nhiêu đó là nhiêu tiền vậy em? Hết năm này hả chị? 80.000 chị. 80.000 hả? Dạ. Gói hết cho chị đi. Thiệt đó chị? Ừ. Em cảm ơn chị nha. Ừ, chị lấy hết á. Dạ. Để về sớm, ngủ sớm. Dạ. Ủa chị? Quá. Chị ơi, chị làm gì mà chị bị nhốt trong đây vậy chị? Chị á hả? Chị đâu có bị nhốt đâu, chị đang đi thiêu hoa khôi á. Ờ, chị nói chị mới để ý nha, không nhận chị đẹp thì đó. Gì? Chị đẹp hả? Dạ. Ôi, chị đang ghen, chị ngại quá. Em nói thiệt mà. Thiệt không? Dạ, có phải cái cuộc thi hoa hậu mà đang kêu mọi người bình chọn để chọn ra người đẹp nhất không chị? Ừ, đúng rồi đó. À, chị mua hết giùm em cái khay này hả? Em sẽ nhắn tin bình chọn cho chị luôn. Thiệt không? Dạ thiệt.
em còn coi mấy đứa bạn của em nhắn tin luôn á. Thiệt vậy hả? Dạ. Trời đất ơi, bé này dễ thương quá. Ủa mà hồi nãy em nói em nhìn chị em thấy sao vậy? À, thấy chị đẹp. Trời ơi, nhắn chị hoài vậy? Thì mà chị đẹp lắm luôn. À. Thiết tình á. Bao nhiêu vậy em? Dạ 80. 80 hả? Trời đất ơi, 100 nè. Khen chị đẹp và chị ngại chứ đó. Dạ, cảm ơn chị. Ừ. Đâu? Dạ. Công nhận chị đẹp mà chị còn dễ thương nữa. Đấy, rớt bánh giờ nè, đừng có khen nữa. Đẹp thiệt không? Dạ, đẹp thiệt. Thôi đừng nói thiệt, hỏi kìa, nói thiệt. Thôi, về ngủ sớm em. Dạ. Ừ. Dạ chị. Em. Chị thích em, bữa sau quay lại nha, có nhiều chị mua hết. Dạ, chị hứa nha. Ừ, giữ tiền mà. Em chờ chị. Ừ. Bye bye cưng. Dạ. Trời đất ơi, dễ thương quá. Tối rồi. Lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ đi bao la thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi ta tin anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát câu ca